Sao đây? Ê, nữa em thả em bé lên đây. Dạ. Ok ha. 12 triệu 900. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh Trà Vinh. Cũng sau một thời gian dài sau khi được quý cô chú Mạnh Thường Quân hỗ trợ thì ngày hôm nay đi Bùi Hồ quay trở lại thăm về hoàn cảnh gia đình của em Liên, một cái cô gái sau khi bị một cái chàng trai lạ mặt lừa đến mang thai và đến có con. Ở thời điểm hiện tại thì em phải chăm sóc con nhỏ, không còn đi lao động nữa. Và những ngày qua là những ngày vô cùng khó khăn khi bệnh của em càng ngày càng trở nặng và con của mình càng ngày càng lớn. Bùi Hồ nghe được một cái thông tin rằng á, trong thời gian vừa qua thì em không có tiền mua sữa cho con mình uống nè, và thậm chí là tả, không có tiền đi khám bệnh. Thì hiểu được cái hoàn cảnh đó, Bùi Hồ quay trở lại thăm hoàn cảnh gia đình của em, cũng như là thay mặt cho cô Julie Hoàng ở Mỹ á, đã chuyển cho em trước 10 triệu đồng để lên Sài Gòn khám và chữa bệnh. Thì thật sự cái căn bệnh đến thời điểm bây giờ như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng vô trong với Bùi Hồ ha. Và đây là ngôi nhà mà sau khi được đội của anh Hợp và anh Vũ xuống đây sửa lại cái phần tiền chế, cũng như là sửa lại cái phần lót cái nền nhà, cũng đã những cái nơi ở thì coi như là đã tạm ổn rồi. Bây giờ thì làm sao cho Liên có thể có một cái sức khỏe tốt nhất á, để cho chăm sóc cho con của mình càng ngày càng lớn trong cái vòng tay của mẹ. Mời các bác anh chị vô đây ha. Ngôi nhà hôm nay thì Bùi Hồ cũng cảm thấy là rất là thoáng mát, mặc dù ở đằng trước không có khoét cái cửa sổ, tuy nhiên có cửa sổ của trước đó rồi thì ngôi nhà cũng khá là thoáng mát. Đó, cũng mọi thứ nó đã vô một cái nề nếp hết rồi. Liên ơi. Ok. Anh đến đây để thăm gia đình của mình cái ha. Dạ. Ra ngoài trước đi cho nó thoáng chứ anh em cái mic cái. Dạ. Chứ ở trong này thì nó dạ. Tối quá. Ngồi dưới này được không? Dạ. Ngồi dưới này đi, cho nó đẹp anh ha. Okay. Cho anh biết thì hiện nay sức khỏe của mình như thế nào, hoặc rồi ba mẹ cũng như cuộc sống như thế nào rồi. Ở chào cô. Dạ. Sức khỏe em bữa nay ổn gì? Dạ ngồi đây đi cô. Đây là bà ngoại á. Bà ngoại á. Nhà mình còn mưa, còn dột không? Xích đây đi cô. Dạ, xích lên đây. Cô ngồi đây nè. Rồi hôm nay thấy cháu ngoại sao rồi? Gần gần lại tiếng. Thấy cũng được hả? Thương dữ không? Hả? Nghe nói là không hết sữa hả? Hết sữa, hết tả rồi. Hết lâu chưa? Hồng bỏ hết rồi, xong rồi mẹ mới mua một hộp á, mượn tiền tao mua đổi một hộp cho uống. Mượn tiền mua? Dạ. Mua mấy hộp? Được một hộp. Hộp nhiêu cô ha? Hộp 350 á. 350, mình uống được bao nhiêu ngày Liên? Uống được đến tuần. Tuần hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ là hết rồi đúng không? Dạ giờ còn, tại vì mới mua được mấy bữa. Rồi tối em bé có quậy gì dữ không? Dạ không, uống sữa xong rồi ngủ luôn. Rồi sức khỏe của em hiện nay như thế nào rồi? Dạ nay đỡ gì rồi. Bác sĩ khám thì nói sao, nói cho cô chú nghe biết à? Bác sĩ nói là, ý là em hỏi bác sĩ có mổ được không, mà bác sĩ nói là không có mổ được. Nếu là mổ được thì, nếu mổ được thì chết. Không, chỉ xong rồi người ta chỉ nói là đưa thuốc cho uống là từ từ nó cũng xẹp, nhưng mà uống thuốc lâu năm lắm. Nói chung là còn cái phương án để mình điều trị uống thuốc lâu cũng được, uống thuốc cũng được, nhưng mà mình phải đầu tiên á, là một á, là bây giờ cái cuộc sống của mình đã ổn định rồi. Dạ. Thì mình không có được khóc nhiều nữa, không có được thức khuya nữa. Dạ. À, khi mà cái tinh thần của mình nó đi xuống thì cái căn bệnh của mình nó dễ trở nặng lắm. Dạ. Em hiểu không? Dạ. Nên là nữ bây giờ trước tiên là mình phải giữ một cái tinh thần lạc quan, vì mình còn có con của mình, có cái niềm vui riêng nữa. Dạ. Nên em phải cố gắng lên. Và khi nào đi tái khám lại? Dạ bảy tay. Bảy tay nay mấy tay rồi? Nay ba bốn tay gì đúng không? Ba bốn tay. Vừa rồi thì anh thay mặt cho cô Julie Hoàng chuyển cho em 10 triệu đồng thì đi khám hết bao nhiêu tiền? Dạ nói chung là khám tiền ăn uống, tiền xe đi qua lại, tiền xe đi lên đây luôn á. Rồi hết 5 triệu. Dạ và tiền nói chung là tiền ăn uống, tiền thuốc luôn á. 5 triệu thì còn lại 5 triệu cũng là một tháng qua thì cũng hết rồi. Dạ đúng rồi. Mua đồ ăn, mua này kia hết luôn rồi. Rồi tả của em bé thì sao? Cũng mua. Bé gái mà đúng không? Dạ trai. Trai hả? Dạ. Cũng có mua đúng không? Nhưng mà bây giờ hết rồi. Thế rồi
mua bịch tả, bịch nhỏ để. Tả là bao nhiêu một bịch? À, bữa mà em mua bịch nhỏ 85.000 bịch đó. 85.000 bịch là sử dụng được là bao nhiêu cái nhỏ trong? À, chưa một hết một tuần á, một tuần chưa hết bịch. Một tuần chưa hết bịch. Dạ. Cái đó là xài tiết kiệm lại đó. Tối mình ngủ được không? Dạ được. Được ha. Dạ. Cô nhà mình là có mưa tạt gì không hay là có hết rồi ha? Thấy đẹp không? Mà con thấy nhà mình, con rất là vui khi mà con thấy nhà mình là cái vệ sinh ngôi nhà ở rất là ngăn nắp luôn nha. Lúc trước thì vô thì cái ngôi nhà hai bên là cách vách lá đó cô bác chị, thì mọi thứ nó còn bề bộn lắm. Tuy nhiên sau khi được dần cái phần tôn lên rồi, cái phần mái này nó cũng thoáng mát. Tại vì nhưng mà đầy đủ ánh sáng hết á, cũng khá là đẹp luôn. Các bé con có Liên nè, thì sau này mà có lớn lên ở trong cái nền của nhà đó thì có thể chơi ở trong nhà được. Dạ. Yeah. Hôm ngày là cô với chú là đi, cô có đi làm không? Đi ra đây. Con mũi chích cậu kìa. Dạ. Yeah. Cô làm cái gì con quên rồi. Đi cắt lục bình đó. Ngày được nhiêu cơ? Cắt rồi phơi không khô. Đi nó hư bỏ hết rồi. Bỏ hết rồi. Còn chú? Chú đi xếp cước. Ngày được nhiêu? Ngày được bảy mấy ngàn. Ờ. Năm ngày á. Coi như là gia đình thì có em còn em nữa mà đúng không? Dạ đúng rồi. Có 4 thành viên, 5 thành viên trong gia đình mà hiện nay thì chỉ có trông nhờ lao động vào việc chú á. Chú đi xịt thuốc mướn, còn cô với lại cô là đi hút phân bò để phơi để bán lại cho người ta một bao là bao nhiêu hả cô ha? 8.000 đồng thôi. Rồi rảnh thì cô sẽ đi cắt lục bình để cô phơi cô bán. Nếu như những ngày mưa như thế này á thì lục bình phơi nó không có khô, nó bị ẩm ướt rồi bị mốc nên thành nữ là bỏ luôn. Trong thời gian vừa qua những cái cuộc sống sinh hoạt của cô cũng gặp vô cùng khó khăn. Em có lo rằng là khi mà mình không đủ tiền lên Sài Gòn khám bệnh thì như thế nào không? Tại vì cũng lo anh rồi, xong rồi tính vài bữa nữa đi khám về mà đi mượn người ta đỡ khám. Mượn người ta đỡ, mượn nhiêu? Mấy triệu. Người ta nói là khi thấy mình lao động ra tiền người ta mới cho mượn, thì bây giờ mình không có lao động ra tiền ai cho mình mượn? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Thấy cứ nhắc đến là nước mắt cứ gưng gưng vậy. Thì sao khóc? Tại là không có tiền đi khám. Không có tiền đi khám hả? Dạ. Muốn nhiêu tiền để đi khám? Không biết đợt này đi khám hết nhiêu. Rồi đi khám với ai? Dạ đi khám với... Đi lên đây thì đi lên xe đò một mình. Có bà con á. Thì dẫn đi. Rước đi. Rồi bác sĩ nó bao lâu khám một lần? Dạ một tháng là khám một lần. Một tháng là tốn 5 triệu tiền di chuyển rồi tiền thuốc luôn á. Tháng nào phải lấy tháng đó hay là mình có lấy 2 tháng được không? Dạ không. Chạy đi rước nhỏ chút được. Dạ dạ. Đi rước dạ, dạ. Dạ. Không hả, phải tháng nào đi khám? Em khám ở bệnh viện nào? Dạ ông Bú. Bệnh viện ông Bú Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Có uống thuốc nam thêm không? Dạ còn. Còn hả? Dạ. Uống thuốc nam rồi xong rồi năm nhào uống. Anh thấy cái mục bú của mình bây giờ nó xẹp xẹp xuống đúng không? Đúng rồi, nó xẹp nhiều. Nó xẹp nhiều luôn hả? Lúc trước thì Bùi Hồ đi thấy cái mục bú ngay chỗ cái cổ nè. Nó to lắm nhưng mà cái mục bú bây giờ xẹp nhiều. Còn hành đau gì không? Dạ không, nó hết hành. Hết rồi. Dạ. 3 ngày nữa nếu như mà không có bệnh đi khám thì phải kiếm tiền chạy chữa để lên Sài Gòn để cầm cự cái căn bệnh của mình đó. Cũng mong rằng là khi xem được những đoạn clip video như thế này á, cô bác anh chị có thể chia sẻ thêm những cái người có thể hỗ trợ cho Liên để trị bệnh á. Bây giờ chứ thật ra thì không biết như thế nào nữa. Tại vì bây giờ thì cứ hỗ trợ đến Liên đến đâu hay đến đó, mà không có tiền thì sẽ lâm vào cực kỳ hoàn cảnh khó khăn luôn. Cũng may là trở về đây thăm gia đình của Liên kịp lúc ha. Dạ. Hỏi mượn tiền ta có đóng lời không? Dạ cũng có. Tháng nhiêu? 1 triệu tháng nhiêu? Tháng 200.000. Triệu tháng 200.000. Dạ đúng rồi, tại vì đóng lời như thế nào? Kiểu như một tháng là mình đóng cứ đóng 200. Trời ơi trời. Nó cao vậy. 1 triệu một tháng 200.000. Dạ. 5 triệu lần tháng 1 triệu.
Có đó giống như là hỏi từng ngày hả? Dạ. Hỏi từng ngày rồi. Ôi trời trời. Tại vì không có 10 triệu lận tháng 2 triệu hả? Đúng không? 1 triệu tháng 200 thì 10 triệu tháng 2 triệu rồi. Dạ đúng rồi. Ôi trời ơi. Thì không được, có tiền phải làm cách đó đi chơi. Ủa sao mắc gì vậy? Đó là tính bệnh mà không có tiền, không bệnh phải hỏi. Dạ. Nhưng mà hỏi bệnh như thế này hỏi người ta cũng không có cho nữa. Người ta ít cho lắm. Dạ đúng. Với lại người ta thấy người ta gọi là có thóc mới cho mượn gạo đúng không? Đúng rồi. Nên thành nữ là người ta thấy mình lao động có tiền nên người ta vậy. Nhưng mà có cho mượn. Tính theo về một cái góc phiến diện khác thì có cho mượn thì nó cũng đỡ hơn không có. Và đối đế thì cũng có người cho mượn cũng được rồi. Nhưng mà thôi cũng mong là lấy ít ít đi xíu đúng không? 1 triệu tháng 50 ngàn được rồi. Là nó cũng mình thấy nó cũng nhiều nhiều rồi đó. Đúng không? 10 triệu tháng 500 là thấy nó cũng nhiều nhiều cũng được rồi. Cô bác anh chị thấy dậu đổ thì bìm bìm leo đúng không? Đúng không? Nhà sập thì bìm bìm leo nên là nữ là không có tiền thì sẽ có khăn. Hôm nay anh đến đây có quà cho con em không à? Không có tiền cho em ngày mai đi mượn ai đỡ đi ha. Dạ. Chứ sao giờ chắc em Bùi Hồ sẽ trước khi đi đến đây á thì Bùi Hồ cũng có thay mặt cho cô Julie Hoàng ở Mỹ mua cho gia đình của cho bé tên gì anh quên mất tiêu rồi. Bé tên Phương. Mua cho bé một cái một bốn cái tã quần cho bé, bốn hộp tã quần loại lớn, một cái là 79 bịch nhỏ, cái tã quần nhỏ thì mua bốn cái được tặng một cái là được 5 cái. Thì 1.380.000 đó, tặng thêm một cái, có nghĩa là mua 4 bịch lớn tặng một bịch nhỏ ngay đợt khuyến mãi, đợt sale á, với một cái xe tập đi nhựa, xe nhựa cho bé là 720. Thì tổng cộng cái số tiền Bùi Hồ mua là 2.100.000 đồng cho bé những mua tã với lại mua xe. Sở dĩ trước khi đến đây á, Bùi Hồ rất là sợ là sẽ có tiền Liên sẽ chi tiêu hết rồi không có sữa cho bé. Tuy nhiên là có một thông tin như thế này nè, sữa các em bé rất là khó thay đổi, uống sữa nào thì quen sữa đó, nên Bùi Hồ sẽ trao tiền cho Liên để mà mua sữa cho em bé uống, cũng như là trả tiền cho cô hàng nào sớm tốt bụng nào đã cho mượn tiền á. Ở đây là cô bác anh chị, số tiền đây là 2.100.000 đồng à, này mua từ một cái shop rất là uy tín ở Việt Nam, shop con cưng. Rồi, em giữ phiếu này lại đi. Rồi, bây giờ anh sẽ lấy cái chiếc xe noi đi ha. Dạ, đây, nhà anh hỗ trợ em. Đây, cái này là cái chiếc xe noi ha. Xe đi á, xe này thì sử dụng lâu hơn. Sử dụng được cho tới em bé nó 2-3 tuổi gì á. Để cho khi mà những lúc mà em phụ mẹ nấu cơm hay là gì á, thì em có thể cái này bật lên được nè. Này để bật lên là bước cái nào đây mà bật lên đây đây đó, có một cái cây đẩy nữa ha cô bác anh chị, cây đẩy này ở đằng sau đây đây, nữa em thả em bé lên đây. Ok ha, cái cây này là cây quạt chắc ta tặng đó rồi. À còn em muốn cho chiếc xe này nó không đi á thì em đứng lại em bật cái này nè đó đó em để đó em chổi nó xuống vậy, hiểu chưa? Em gạch xuống vậy nè là chổi, có nghĩa là khi mà em muốn cho chiếc xe của mình đứng lại á thì em chỉ cần bật này xuống thôi đó, bật này xuống là chiếc xe nó không có di chuyển được, tại vì cái bánh lăn em bé đi xe rất là nguy hiểm, em vậy là chiếc xe nó đứng lại à, hiểu không? Còn nếu như mà cho em bé tập đi á thì có em canh chừng á thì em bóp cái này xuống nè đó thì em bẻ lên. Đó, bóp cái này xuống em bẻ lên đây thì chiếc xe nó sẽ đi được ha. Thả mé lên nữa rồi, thả được không, bây giờ thả được không? Nhỏ quá chưa đúng không? Nhưng mà thôi thì lát nữa cái mình ở đây có nhạc nữa nha, em ấy ở đây có nhạc rồi đó, này tắt bỏ tắt xong ok vậy đó. Ok ha, cái này là cho em bé đó. Cái miếng này á, cái miếng này là cái miếng mà khi mà ở dưới đất á ngày em bé không có đi á. Dạ. Thì em sẽ cái chân em bé để đây nó không có đụng đất. Dạ. Ha. Đó, có quà cho em bé. Rồi tiếp theo là tả. Ai đây? Chân nhà anh. Đây một thùng tả lớn nè. Tả này là tả của Nhật luôn á. Ha. Dạ.
Ai mua bốn thùng này được tặng bịch này nè, một bịch này là tới 79 cái xài được một tuần, hai tuần dưới này là tổng cộng 5 bịch đúng không? 5 bịch là 5 tuần, 5 bịch là 5 tuần là hơn 1 tháng rồi. Khỏi lo tiền tả với lại tại vì cô báo anh chị biết là sống trong một cái cảnh chặt eo hẹp á, thiếu thốn về tiền bạc thì để mua một cái chiếc xe này á, trích ra 700-800 ngàn mua thì rất là khó. Tại có tiền là phải xây sở cuộc sống miếng ăn còn chưa xong mà có tiền đâu để lo cho em bé đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, đây là phần quà của cô Suli Hoàng. Rồi, đã lo chưa? Rồi, cái phần thứ hai là anh sẽ thay mặt cho cô Suli Hoàng ở Mỹ gửi cho em phần tiền còn lại. Cô gửi cho anh 1.000 đô là tương ứng với lại 25 triệu. Thì anh đã chuyển cho em hết 10 triệu là còn lại 15 triệu. Mua cái này hết 2 triệu 100 ngàn thì còn lại 12 triệu 900 ngàn. Thì anh gửi cho em anh mong rằng khi nhận được cái số tiền này em mua cho bé khoảng 3-4 hộp sữa dự trù, dự trù cho bé để khi mà hết tiền thì bé nó còn sự có sữa uống nha. Rồi, bây giờ anh gửi cho em nha. Cầm được không? 1 triệu nè, 2 triệu nè, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 900 ngàn. Ngày mai đem theo khoảng 6 triệu đi thôi. Còn nhiêu để nhà cất. Dạ, để thôi lên Sài Gòn người lạ người quen gì không có biết được. Dạ. Còn nhiêu cố gắng giữ em lát lấy khoảng 2-3 triệu mua sữa cho bé để dành đi. Dạ. Hết lo hết khóc chưa? Dạ đỡ. Với lại đến cô cảm ơn em biết cô gì nữa quên. Cô Suli Hoàng không biết đọc tiếng Anh ngược không nha. Không biết đọc tiếng Anh. Cô Hoàng đây. Dạ, cảm ơn cô Hoàng. Ở Mỹ. Cũng như là hết tất cả các mạnh thường quân. Dạ, cảm ơn tất cả mạnh thường quân đã giúp cho bé Phương cất sữa bỏ. Dạ, không biết nói gì nữa. Tại vì... Dạ, cho chị bệnh đi khám bệnh. Tại em năm nay là mới có 27, 28 gì đúng không? Mới được 24 rồi. 24 mà. Tại vì cô bác anh chị biết là Như Liên là một cái tuổi đời còn rất là dài. Không những là cái tuổi đời của em mà kể cả cái việc chăm sóc của cho con của mình nữa. Nên là nữ là rất nhiều cô chú quý anh chị là thương bé Liên để mong sao rằng em có một cái sức khỏe để em có thể chăm sóc cho bé, hỗ trợ cho bé đến ăn đến học luôn. Chứ bây giờ tuổi đời thì cũng còn rất là trẻ. Và ngày hôm nay thì sau một cái hành trình rất là lâu rồi thì Bùi Hồ quay trở về lại thăm Liên cũng như là với gia đình, cũng như là thông báo cho cô bác quý anh chị biết về cái tình hình hiện tại của Liên ở thời điểm hiện tại là như vậy. Và cũng như là thay mặt cho cô Julie Hoàng ở Mỹ hỗ trợ cho em là 1.000 đô tương ứng với 25 triệu đồng để mà em có chi phí để mà nuôi con của mình cũng như là việc trị bệnh cho con của mình nữa. Đó thì cũng mong là một phép màu nào đó thật sự sẽ đến với em, cũng như là trong thời gian điều trị vừa qua khi có tiền đó thì có một cái tín hiệu đáng mừng hơn, đó là bệnh của em có thể uống thuốc kéo dài được đó và có thể duy trì được cái cuộc sống của mình nó tốt hơn để cho em có một cái sức khỏe để chăm sóc cho con của mình. Còn bây giờ thì thôi chắc có lẽ là để cho Liên chuẩn bị 1-2 ngày nữa cũng như mua sữa cho bé uống, trả tiền cho cô kế bên luôn nha. Với lại hỏi mượn cô kia mấy triệu, tính hỏi mượn cô kia mấy triệu? Dạ 2 triệu rồi. Mà mượn chưa? Tính mượn mà chưa mượn nữa. Tính lãi cao. Tính lãi. Đó bây giờ là hết mượn rồi, khỏi mượn rồi cũng đỡ ha. Nó kịp thời. Nói chung một lần nữa thì không biết nói gì hơn. Trong lần trở lại Trà Vinh lần này thì Bùi Hồ cũng sẽ thăm một số hoàn cảnh, cũng như là thay mặt cho cô Julia Hoàng hỗ trợ cho hoàn cảnh của em Liên. Thay mặt gia đình của em Liên, chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành với kênh Bùi Hồ, cũng nói chung hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn của em Liên nói riêng. Còn bây giờ chắc có lẽ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau. Chúc cô bác anh chị dồi dào sức khỏe.